cái miệng đâu, lỗ tai đâu, con mắt đâu, con mắt chớp 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 chớp. Nè, một miếng nữa nhỉ. Hello. Hello xin chào các mẹ. Chào mừng mọi người đang đến với channel Bỉm Sữa của Vani và Nini. Vani nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi, những cái comment trong suốt khoảng 2 tuần gần đây. Không biết tại sao mà vô tình hay là có một cái sự trùng hợp nào đó mà các mẹ hỏi rất là nhiều về vấn đề ăn dặm. Đặc biệt là cái việc là làm sao để làm một bữa ăn sáng nhanh gọn lẹ và đảm bảo dinh dưỡng. Chắc là các mẹ biết cái style của Vani là thích làm những cái gì nhanh thôi, cho nên là các mẹ hay hỏi về những cái việc là làm sao để mà tiết kiệm cái thời gian nấu sáng nhất. Bởi vì các mẹ chia sẻ và Vani thấy đúng lắm. Ví dụ như là có những hôm mà mình ngủ dậy hơi trễ một chút xíu là mình sẽ không kịp làm cái gì hết, mà mình kêu con dậy nữa thì cần những cái món nó nhanh, nó thiệt là gọn để cho con không có bị quá đói để chờ lâu. Món đầu tiên mà Vani muốn giới thiệu với mọi người, đây là món mà Vani đã học được từ Famicook, Famiedu của bác Hoàng Cường á. Thì bác có chỉ một món đó là trứng hấp đậu phụ. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Nguyên liệu thì rất là đơn giản. Thứ nhất là mình có đậu hũ non. Đậu hũ non này mọi người có thể mua ở trong siêu thị, cái nào cũng được hết. Thứ hai nữa là cà rốt. Mình sắc sẵn, mình cái những cái viên này nè, hạt lựu này nè, mình sẽ sắc theo cái độ thô mà con của mình có thể ăn được. Và cái thứ ba đó chính là trứng gà. Bé nào mà dưới 1 tuổi thì không có ăn đồng trắng, bé nào mà trên 1 tuổi thì ăn nguyên một quả luôn. Và cuối cùng đó là nước dùng. Nước dùng này thì mọi người có thể làm sẵn ở nhà, làm sẵn từ cuối tuần để mình cho cả tuần. Hoặc nếu như mà nhà nào không có nước dùng thì mình có thể dùng nước sôi cũng được. Nhưng mà dùng nước sôi thì nó sẽ không có ngon bằng ha. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm nha. Đầu tiên là Vani sẽ luộc sơ cà rốt nha mọi người. Luộc sơ cà rốt một chút xíu. Vani sẽ luộc cà rốt trong vòng 10 phút. Trong 10 phút đó thì mình sẽ làm những cái món khác nha. Đây, đập trứng ra nha. Đánh đều lên nha mọi người. Đánh như vậy là Vani thấy được rồi nè. Sau khi mà đánh xong, mình để trứng sang một bên và mình sẽ xử lý tiếp đậu hũ non nha. Với đậu hũ non thì Vani sẽ rây ra mọi người. Thật ra là mình không rây á, mình tán nhuyễn cũng được luôn các mẹ. Không có nhất thiết là cái bước này phải dùng rây đâu. Nhưng mà tại vì Vani màu mè á, Vani muốn làm cho mọi người thấy á, cái sự khác biệt. Gấp quá thực tế thì mình cũng không làm. Ok, tiếp theo nha, đây là cà rốt mà Vani đã luộc. Nó hơi chín chín một chút xíu, nó vẫn giòn giòn á mọi người. Mình có thể thay cà rốt này bằng bất kỳ loại rau củ nào mà mọi người muốn ha. Tiếp theo thì mình sẽ bỏ trứng vào. Nhưng mà để cho nó ngon á mọi người thì mình sẽ sử dụng cái đồ rây nè. Mình đổ trứng vô. Đó. Sau đó mình trộn đều lên nha mọi người. Và bước áp cuối của cái món này là mình sẽ đổ thêm 100ml nước dùng vô nè. Đây. Piu piu. Xong. Vẫn trộn nha mọi người. Nếu mà bữa sáng hôm đó mình gấp quá thì mình không có, mình dùng nước lọc cũng được. Và hồi nãy là Vani sử dụng nước lọc. Thì khi mà dùng nước lọc á thì Vani sẽ nêm một ít muối và bột nêm của em bé cho Ni. Xíu xíu thôi. Rồi. Nhưng mà sau khi mà Vani đi học mà nấu ăn về mọi người, Vani cảm thấy là cái việc mà sử dụng nước dùng á nó hợp lý lắm. Chứ nếu nhờ mình làm mấy cái món này mà nó không có nước dùng á thì nó hơi ấy, hơi không ngon. Rồi. Ok. Bây giờ thì mình sẽ múc ra chén nha. Sau đó nha thì mình sẽ bọc màng bọc thực phẩm lại. Đó. Mọi người sử dụng cái màng bọc thực phẩm mà có thể sử dụng ở trong lò vi sóng mọi người. Sau đó thì mình bỏ vô cái nồi hấp nè. Đó, đậy nắp lại.
Vani thường thì Vani sẽ hấp 15 phút. Món trứng hấp xong rồi nè mọi người. Vì thực ra là nó xong nãy giờ, nhưng mà Vani đợi cho nó nguội một chút xíu, Vani mới dám lấy ra. Nó bớt nóng á. Ok, lấy ra một chén nha. Tính ra cái món trứng hấp này á, Vani làm mất khoảng 15 phút để hấp nè, rồi 10 phút để luộc cà rốt nè. Thì nó tầm đâu đó khoảng 30 phút. Thì nó cũng hơi mất thời gian. Nhưng mà bây giờ Vani sẽ có một cái món chỉ có 15 phút thôi. Ok, tới món thứ hai liền. Đây là cái loại mà Vani muốn giới thiệu cho mọi người. Thực ra là Vani không biết là mọi người có chuộng ngũ cốc hay không, nhưng mà bản thân Vani là từ khi mà Vani còn là con gái á, rồi sau Vani chưa có em bé là Vani đã rất là thích ăn ngũ cốc rồi. Nhưng mà khi mà có em bé thì mình phải lựa chọn những cái loại ngũ cốc nào để nó phù hợp với con của mình. Thì sau 7749 cái loại ngũ cốc mà Vani sử dụng thì Vani quyết định dừng chân lại đây. Đã Kaseto, đây là cái loại ngũ cốc mà Vani cảm thấy ưng ý. Ưng ý là tại vì sao? Bởi vì tất cả những cái thành phần của cái ngũ cốc này nó đều hoàn toàn 100% tự nhiên, không đường, không chất hóa học. Nó rất là đảm bảo cái yêu cầu về dinh dưỡng của mình. Và cái thứ hai quan trọng hơn hết, đó chính là ni ăn ni thích hết vậy thôi. Và một cái nữa, đó là mình chế biến cực kỳ đơn giản luôn. Mọi người xem bên đây nha, chưa tới 1 phút là đã xong hai món cho mọi người xem. Ok, đây, cái đầu tiên là mình sẽ làm ngũ cốc với sữa chua. Sữa chua cho em bé. Thực ra là mình chỉ cần đổ sữa chua ở dưới, xong mình rắc ngũ cốc lên trên. Đây, bây giờ mình sẽ đổ ngũ cốc vào nhé. Vani thường á, Vani sẽ cho Ni ăn khoảng nửa bịch ngũ cốc với cả sữa chua như thế này. Trong ngũ cốc này á, thì theo như mà Vani đã tìm hiểu á, thì là nó có gạo lứt rang nè, hỗn hợp từ mầm lúa mạch nè, rồi có cả nghệ nè, củ dền màu hồng nè đó, rồi có thêm gạo đen, gạo lứt đó. Em Ni thường hay ăn sáng mà kiểu như mà Vani không kịp làm gì cho em Ni á, thì Ni ăn vậy nè, Ni ăn cái hỗn hợp này nè, bao ngon nha mọi người, đảm bảo ngon lắm. Có mấy khi Vani còn ăn ké nữa. Ngũ cốc mà ăn với sữa chua thì mọi người sẽ vẫn giữ được cái độ giòn của ngũ cốc nha. Chưa hết nữa là cái ăn cái dạng này nè, em Ni sẽ được tự xúc. Và Vani đang tập cho em Ni xúc, cho nên Vani rất là thích ăn với lại cái dạng này. Thấy chưa mọi người, thấy không? Chưa tới 1 phút. Cái thứ hai nha, đơn giản hơn nữa, sữa tươi không đường. Đây mọi người, cách thứ hai của Vani. Ít sữa tươi nha. Xong rồi mình sẽ đổ thêm ngũ cốc vào nữa. Và chúng ta cũng trộn đều lên để cho em bé ăn là được. Ok, trời ngon quá à. Đoạn của con mình cũng ăn hoài. Mọi người biết không, thật là tại sao Vani muốn chia sẻ cách này với mọi người trong ngày hôm nay? Bởi vì đơn giản lắm, do là Vani bị sukana cho nên là Vani nhớ rất là rõ và rất là kỹ. Khi mà Vani mua cái ngũ cốc này, Vani quyết định là Vani mua nguyên thùng. Vani không có mua lẻ từng hộp. Tại vì Vani thấy là em Ni rất là thích ăn cái ngũ cốc này, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong cái giờ mà xế chiều của Ni á, làm Ni vẫn ăn cái ngũ cốc này. Nghĩa là cái giấc ngủ trưa Ni dậy xong là Vani sẽ cho Ni uống sữa và ăn kèm với lại cái ngũ cốc này. Nó giống như là một cái món ăn vặt mà Vani thấy đảm bảo chất dinh dưỡng. Mà em Ni ăn á, bóc nhó rất là dễ thương, rất là mắc cười. Ăn không cũng được, không có cần pha với lại sữa chua hay là sữa gì hết. Thì Vani mua một thùng. Thì khi mà Vani mua là Vani mua giá niêm yết á, giá mà của trên website, trên page á, là 800.000. Nhưng mà nó đang có một chương trình giảm giá, mọi người, giảm 30%, còn có 560.000 thôi mọi người. Trời ơi, sukana ghê. Chương trình áp dụng từ ngày 7 tháng 1 tới ngày 7 tháng 2. Mà Vani lại không biết. Mình cứ kiểu như là mình không có để ý những cái chương trình sale. Nếu như mà mình mà biết thì chắc chắn là mình sẽ chờ tới đúng ngày 7 thì mình mua. Nhưng mà tại mình không biết cho nên mình mua trước. Nhưng mà nếu như mà Vani thấy là 560 mà với một cái số lượng như thế này là quá hời. Bố mẹ ăn cũng được, con ăn cũng được, mà không những ăn sáng nha, ăn xế hay là ăn chơi ăn vặt cũng ok luôn. Cho nên đó là Vani chia sẻ với mọi người để cho mọi người đừng có ai bị giống Vani, có nghĩa là mình cancel được thì mình cancel mọi người.
đúng không? Mình canh sale được là mình canh sale mọi người. Trời đất ơi, mình nuôi con rất là nhiều thứ phải chi tiêu, cho nên là cái gì mà sale là mình phải mua liền. Ok, như vậy là ngày hôm nay Vani đã chia sẻ với mọi người về ba cái cách nấu ăn buổi sáng của Vani, từ nhiều thời gian cho đến ít thời gian, từ 30 phút xuống còn 15 phút và tới tầm khoảng 1-2 phút cũng có thể làm được một buổi sáng cho em bé đầy đủ chất dinh dưỡng. Và quan trọng là bé ăn ngon, ăn vui và đảm bảo được cái chuyện là mẹ cũng thư thả, thoải mái, không quá gấp rút buổi sáng và con cũng có một bữa ăn ngon, thì buổi sáng của chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui, đúng không mọi người? Không ai gấp rút, không ai cảm thấy quá vất vả vì một buổi sáng hết. Cho nên là Vani rất hy vọng cái video clip này sẽ giúp cho mọi người có thể tìm được một cái tip nào đó trong cái việc nấu nướng buổi sáng cho mình nha. Và mọi người đừng quên chương trình sale của Concerto nha, 30% từ ngày 7 tháng 1 tới ngày 7 tháng 2. Ok, cảm ơn mọi người nhiều. Bây giờ thì Vani sẽ cho mọi người xem một buổi ăn sáng của Nini để xem Nini ăn như thế nào mọi người nhé. Thì chỉ cái đầu thông minh đi, cái đầu thông minh của Nini đâu? Đúng rồi, cái lỗ mũi đâu? Cái miệng đó, lỗ tai đâu, con mắt đâu, con mắt chớp, nè, một miếng nữa nhỉ. Tự nhiên đi học về cái thích ăn đút vậy đó trời. Chết.